Vào khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 2, người dân và người đi đường phát hiện đám cháy lớn và cột khói đen phát ra từ một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường Nguyễn Xiển nên đã hô hoán và thông báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khoảng 11 giờ 30 ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Đám cháy đã lan sang nhiều cửa hàng kinh doanh bên cạnh. Theo người dân, ít nhất đã có khoảng 4 đến 5 cửa hàng bị ngọn lửa cháy lan sang. Người dân và người đi đường đã cùng nhau di chuyển đồ đạc của các cửa hàng lân cận ra bên ngoài đám cháy lan nhanh do ở đây buôn bán toàn đồ khô, dễ bén lửa như gỗ, bìa. Một người dân sinh sống gần hiện trường cho hay, đến khoảng 12 giờ 30 đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng chức năng vẫn đang bố trí lực lượng kiểm tra đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh làm rõ. Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử, đám cháy bắt đầu phát ra tại cửa hàng nhà ăn số 281 Nguyễn Diễn và lan sang nhiều nhà dân các cửa hàng bên cạnh. Do đám cháy xảy ra vào đúng ngày rằm, nên theo đồn đoán nguyên nhân vụ cháy có thể do đốt vàng mã. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội đã thông báo công an quận Thanh Xuân điều động hàng chục xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì tổ chức khẩn trương tới hiện trường dập lửa khu vực xảy ra vụ cháy là dãy nhà tôn các cửa hàng buôn bán đồ nội thất đồ gỗ tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rộng nên người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm